chạy cô nhó xe cơ đi ha nó nào là tụi mình tới vô ta đi ơ nó chỉ lái chuyện gì nữa cấp phó chị gì nữa cấp phó ta lên đi số heo à mấy ông đây nè
này mỏ cô mới cô lò đây đi cho cụ tôi mới vô tha đua thế nó mà tao mẹ ai nó là đây đâu tôi mới tư ở lại phải chế thế vậy ạ cho lấy cho lúc bao lợi à cho chỉ bao lợi đấy chỉ cho bao lại vậy à ê giờ xe cái li cho tao bao chế giờ lấy mu chế thế lo chế giờ lấy nó mỏ hậu đê nó mỏ cuối kia ê nó tao mỏ hậu tao đê thế à tao chỉ học mấy mé sư hả nó đi bé điên mỏ hơn đê nó học đê mấy mé đê các bộ tao sáu đê à chị ta là chị ta chỉ biết mặc họ là ấy biết phó thì mấy người qua cái khẩu quần đi tôi mà mua quần đi cái nó hay ạ chị chỉ nó mê rồi rồi chị giờ mới cho hơn nữa thì giờ lại phải chị rồi giờ sẽ cần cầu liều giờ sẽ sắp lời liều nó của tao mới tu cần cho chị cho tao bầu chị trong xe khăn cầu đi giờ lấy một chị nữa chị lấy sẵn chị anh chị lấy à lấy nè anh chị hẳn cái mối do đấy à tới chị tới chị đây đây anh tao pa đi chống mua chị tao lấy món là mất tao em về nó chở cho tăng xe nó chứ là đây hôm nay chỉ mua năm cửa ấy nhìn tao chỉ chống mua nó hò mà sẽ làm chi hồi hôm nay hỏi học mua chỉ toàn đồ vậy sao mà muốn đồ mà giờ mua có lúc bộ tờ hả cái bộ tờ ta chơi nhớ hồi nó chơi hồi nó hay chỉ chống mua chơi bây giờ em ăn gạo có đi tới chơi mới khó mẹ đã có non đi non mình chỉ cho cởi rong ra, dạ. Ơ, trong xe cân cầu đi. Cha tập bộ chế lượt tàu ấy. Cha tập bộ chế lượt tàu ấy. Chị bỏ mẹ ngỡ, nếu mà tôi... Chứ mẹ ngỡ cho phong dư... Nếu mà tôi rõ cái lúc bộ á, cái lúc bộ tờ chê là chị tua chị giờ lấy một tờ chê hay à một tờ chê chê giờ lấy một nó rõ nó mò chê một nhớ tờ chê chê thì chị la nhớ à tờ chê chê thôi nè nên nhá các tụi cứ xin thế rồi nhớ chị chứ chọn lên chị hay chị la nhớ à ơ cho tờ bò mà trong xe chả phong như sao lên sao tụi là sẽ đại yên ở lú của tụi mi tôi giao mà sẽ đại cô đó của sao sao của tụi mi tôi giao khăn cầu ly thế dùng xe ôi cho cái lứa của tụi mi tôi giao lúc nào chị lên lượt tàu á bỏ tàu tàu những người chơi mà chia ra lượt tàu thì giờ lấy mà chia ấy nhưng xe chấp lời đi ở trong đó chấp lời tôi chả phong như sẽ sao sao lú đa lú do thế cô ba đã cố chơi chơi lô lô của tôi mít tôi khăn cầu đi theo cha ra nếu có nên mê gọi là chơi tài xế đi thế mà gọi cô ném họ cho gọi cho phong như tên đó của tôi mít dâu bên nhau ta tỏ không mỏ na ta sẽ đã tên đó rõ của tôi mít dâu lúc bông gọi cho tóc bông á thế nào của tôi mít dâu cho tóc bông chê trong xe khăn cầu đi á chúng mới giống như rửa sữa đang xé hàng đi tôi mới tu cho tao bảo hết chị chị giờ thì ý mình chỉ lại chơi một chế chị à của tôi mới tu cô lấy tàu không mỏ theo của tôi mình chạy ứ là cô giờ lấy một chế lại theo họ giờ thì lúc nào họ chỉ tao tự lo tất kỳ chị tao lấy một chế đó của tôi mới tu là họ giờ lấy một cho tao chế của tụi mình sẽ ước là họ vừa lấy một đôi bó bị chế theo trong xe khăn cầu liền trong xe chắp là đi chơi nhà của tụi mình tu rộng hơn chị trong xe hẳn liền